Chào các bạn, hôm nay Green Garden Đà Lạt sẽ quay cho các bạn xem dâu chậu bên mình nhé. Chậu ổn định, giờ nó mới chỉ có hoa thôi, nhưng mà chậu hoa này thì mình canh trúng vào vụ Tết. Tại vì từ khi cây có hoa đến khi cây mà có trái chín là từ 25 đến 30 ngày là có trái chín luôn. Thì cái hoa được hoa này là trúng vụ Tết luôn ạ. Đó, đây, đây là cây có hoa của bên mình nha. Thực ra thì dâu tây mùa này các bạn trồng được ở cả nước rồi, miền nào trồng cũng được hết. Nhưng mà dâu tây không có giống chịu nhiệt nha. Đây, nó ra nó nhú cái hoa rồi này. Đó là những hoa, những cây này, những chậu này là vào trúng vụ Tết nha các bạn. Đây các bạn nhìn này, nó ra bông rất là nhiều. Đó, ở trong này cũng là bông này. Chậu có hoa có trái, gần Tết mình sẽ có trái, nhưng mà bây giờ có hoa như thế này, chậu về chậu ổn định này thì bên mình sẽ vận chuyển bằng cách là gửi xe để đảm bảo an toàn cây nha. Còn về cây ngó thì cây ngó hiện tại bên mình nó đang không có hàng. Cây ngó thì bên mình vẫn ship cốt tận nhà được. Ở đây thì nó có nhiều giống lắm. Nhật Sachi, Hàn, Nhật Lùng, Nhật Hana, Nhật Sky, Tuyết, New Pháp, Mỹ, Avion, Mỹ Monterey. Đây mình lên mình cho các bạn xem ở trên này. Trên này có Hà Lan hoa hồng và Nhật hoa đỏ kép. Thì 100%, gần 100% dâu tây thì giống của nó là hoa nó màu trắng. Chỉ có những cái dòng mà dòng hoa hồng với hoa đỏ này thì nghiêng về chơi hoa nhiều hơn, nên mình sẽ trồng vào cái vụ Tết. Đó, hoa nó sẽ là hoa màu hồng như thế này các bạn. Nhưng mà trái nó nhỏ thôi, nếu mà trồng đẹp thì nó như cái ngón tay cái à. Đây là Hà Lan hoa hồng nha. Rồi đây, mình sẽ cho các bạn xem Nhật hoa đỏ kép. Đây là Nhật hoa đỏ kép, nó mình trồng cái này vào vụ Tết. Nó chỉ có khoảng cỡ 300 chậu thôi. Cái giá của Nhật hoa đỏ kép này thì nó sẽ cao hơn những cái giống khác 10.000 đấy. Bên mình đang để sỉ, theo cái giá của bên mình thì từ 5 chậu thì giá nó là 50.000 một chậu. Từ 10 chậu thì giá là 40.000. Từ 15 chậu giá 35. Từ 25 chậu thì giá 25.000. Khi các bạn mà mua chậu bên mình về á, các bạn từ một nơi khí hậu lạnh về khí hậu nóng á, thì các bạn để ở trong bóng râm, nhưng mà đừng có mát quá nha. Các bạn để khoảng cỡ 2 đến 3 ngày thì các bạn phải sang chậu to hơn để cây nó phát triển nha. Tại vì cái ở trên mình thì mình làm cái chậu này là chậu size 15 12, có nghĩa là cao 15. Cao 12, đường kính miệng 15. Thì để mình vận chuyển được đi nhiều chậu và cái số ký á, đa số đi xe là người ta tính số lượng ký, nên nó sẽ giảm được cái giá thành của khách. Bên mình thì không bao ship. Ở đây thì nó có nhiều giống trong này lắm. Đây là Hana Nhật Lùng. Đây các bạn thấy nhìn nó nhú, nó ôm nọc hết rồi này. Đó, những cái cây như thế này thì bắt đầu là nó đúng vụ Tết luôn. Rồi các bạn để khoảng 2-3 ngày mua về, các bạn để 2-3 ngày thì các bạn sang chậu thì các bạn cũng để thêm 2-3 ngày nữa thì các bạn mới tưới nước nha. Tưới phân. Tại vì các bạn mà tưới nước luôn á, tưới phân luôn á thì cây nó vừa thay đổi một cái môi trường xong nó ra một cái chỗ ở mới mà nó chưa nhú rễ á, thì các bạn tưới phân vô nó sẽ vô hình chung nó sẽ làm cho cái cây nó bị chột rễ và nó bị đen rễ và nó bị chết ấy. Thì sau 2-3 ngày sang chậu thì mình đã tưới phân. Và cái này thì mình cũng phải bơm phòng nha các bạn. Các bạn mua về các bạn phải bơm phòng đi, chứ còn nếu như các bạn mà để mà dâu mà mua về để phun nắng phun mưa thì mình đảm bảo với các bạn cây dâu nó sẽ chết rồi, bệnh rồi nó chết từ từ thôi. Đây là bạch tuyết. Này là bạch tuyết má hồng. Bạch tuyết ngọc trai. Đây là bạch tuyết ngọc trai. Các bạn mua thì ship theo xe á, dâu chậu này thì các bạn nên bỏ một tí thời gian của mình để đi lấy hàng hoặc là đón xe lấy, nó sẽ đảm bảo cho cây nó an toàn hơn. Chứ cái này mà các bạn gửi ship cốt tận nhà rồi 10 đơn thì nó cũng phải đến trên một nửa, 6-7 đơn là coi như là nó sẽ bị cây nó sẽ bị dập bị gãy rồi. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái chậu có hoa. Đây là chậu có hoa bên mình xuất đi cho khách ở dưới Bình Phước nha. Đó, hoa Sachi nó ôm nụ rất là nhiều các bạn ạ, nhìn nụ nó ôm nè, nhiều lắm. Ở đây có Sky nữa, Sky, Sam Gong, Bạch Tuyết. Đây, Bạch Tuyết. Còn đây là mình cho các bạn xem cái ngó bên mình. Cái ngó này thì mình giờ chỉ quay thôi nhưng mà mình chưa có nha. Chắc qua năm. Qua năm thì đầu năm á, thì bên mình mới có lại. Thì bên mình làm ly như thế này. Đây là mình đã ra nắng hoàn toàn rồi nè. Đó, thì cây như thế này về trồng là đảm bảo luôn. Đó, các bạn nhìn cái bộ rễ của nó đi. Cái này thì các bạn có thể đặt hàng nha, bên mình sẽ nhận đặt hàng. Từ 20 cây thì giá 10.000 một cây, từ 50 cây giá 8.000 cây, và từ 100 cây thì bên mình giá 5.000. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0918275746, đây là số Zalo của mình, hoặc các bạn có thể tìm trên nền tảng Facebook, mình có hai cái fanpage đó là Green Garden Đà Lạt và Farming House, hoặc trên nền tảng YouTube mình, các bạn tìm Green Garden Đà Lạt, mình có chia sẻ một vài cái hướng dẫn cơ bản về phối trộn giá thể, cách tỉa hoa, tỉa trái, tỉa thân như thế nào để cây cho nó phát triển. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì các bạn cho mình xin một like và một sub. Cái này thì các bạn bón phân, thì phân ở đây thì mình chủ yếu là mình dùng phân đơn mình mua về mình phối trộn, nên các bạn có thể bên mình bán, mình sẽ bán luôn phân bên mình luôn, và mình sẽ chia lại cái thuốc nấm, mình sẽ chia lại cho các bạn, nó đủ combo luôn cho các bạn nha. Là thuốc thì nó là 20.000 một gói, mình chia lại gói nhỏ. Phân thì có phân dùng thử nó là 60.000 hai chai, phân AB, phân thủy canh đấy, các bạn pha nước tưới hàng ngày. Còn nếu như các bạn không có thì các bạn có thể mua phân NPK, nó có hàm lượng kali cao. Mình ví dụ thôi, NPK nó tương ứng với ba cái số, mình ví dụ như 10 10 10, thì đạm 10, lân 10, kali 10, thì các bạn mua cái loại mà nó có kali cái số sau nó cao á, là cái số ví dụ như 10 10 30, thì cái kali cao, tại vì khi mà cây nó đã ra hoa ra trái thì nó sẽ cần đến lượng kali để cho nó nuôi, nó kích ra bông và nó nuôi trái, trái sẽ to và sẽ ngọt hơn khi có kali. Còn khi mà giai đoạn từ khi trồng đến khi 1 tháng rưỡi thì các bạn có thể nó nghiêng về đạm nhiều hơn, có nghĩa là cái số đầu tiên nó sẽ cao, và các bạn có thể hòa vào nước tưới hàng ngày, tưới các bạn tưới khoảng từ 6-7 hạt cho 1 lít nước, các bạn tưới hàng ngày vào buổi sáng, từ sáng đến trong khoảng 14 giờ. Sau 14 giờ thì không nên tưới, tại vì cái thời gian từ 14 giờ đến chiều để cho cây và cái mặt nó khô, và các bạn chỉ tưới gốc không tưới lên thân lá nha. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi. Chào các bạn.